Chào các bạn, ngay bây giờ bạn thì trong com sẽ biểu diễn cho bạn một trò ảo thuật về tiên tri. Và cái tên của trò này là như vậy này. Rồi, ở đây mình có mời một bạn khán giả. Như bạn chào khán giả cho bạn. Quá đỉnh luôn. Rồi, ở đây nè, mình có ba cái nút tròn màu đen, đúng không? Nút tròn có hình y chang nhau luôn, phải không con? Rồi, bây giờ chú ảo thuật gia sẽ mở ra cho con xem. Mỗi cái hình nó sẽ có, bên dưới này có hình khác nhau. Ví dụ đây là hình ngôi sao, đây là hình tam giác và hình vuông, đúng không? Rồi, bây giờ chú sẽ úp lại như thế này. Chú sẽ đảo lên, đảo xuống, đảo lên, đảo xuống, lung tung như vậy, đúng không? Rồi, bây giờ nè, hai đây là gì? Chú sẽ quay lưng lại, đúng không? Con sẽ chọn dùng một cái hình nào đó, con bỏ theo cái số thứ tự mà chú sắp đặt sẵn. Và đây là tờ giấy tiên tri. Và con tự tờ giấy tiên tri này nó mới khớp với con số mà hình của con sẽ bỏ vô trong đây được không nha. Rồi, khi nào xong con nói với chú nha. Rồi, chú ông thông gia sẽ tính toán dùng nè. Đây, rồi ngay bây giờ khi con bỏ cái số nào cũng đưa camera xem luôn nhé. Con cứ làm từ từ thôi. Rồi, ok chưa? Đó, quá giỏi luôn. Wow, xong hết chưa? Rồi, quá giỏi. Chú có điều khiển con là biết con sẽ bỏ cái gì và chú đã ghi sẵn trước. Chú sẽ đọc được những, chú sẽ đọc được suy nghĩ của những con nít thôi. Người lớn chú chưa đọc được. Và đây là cái bảng mà chú đã ghi sẵn những cái mà con bỏ trong đây. Và đây là lời tiên tri sẵn. Đó, bây giờ là con mở dùm cho chú xem. Mở cái này trước nha. Đó, và con cho các bác xem luôn. Đó, rồi con để lại dưới đây. Và bây giờ nè, ngôi sao là bạn sẽ bỏ vào số 1. Coi thử có đúng không? Dạ đúng. Thấy chưa? Và hình vuông bạn sẽ bỏ vào số 2. Dạ đúng. Ghê chưa? Và số 3 là tam giác, bạn sẽ bỏ số 3 vào hình tam giác. Chú ở tụi gia ghê chưa? Và đây là trả lời tiên tri mà chú ở tụi gia đã làm. Đó. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem.